Dạ thì năm 2011, dạ, khi đó thì em đang là điều hành hướng dẫn viên của một công ty du lịch. Thì bạn này cùng với là một bạn nữ nữa thì mua tour Thái Lan. Dạ thì thời điểm đó thì em cũng đang có dạng như đang buồn. Dạ thì thôi em nói là thôi để mình đi chơi, đi xả stress luôn. Dạ thì đó là cái lần mà em gặp bà xã em, cũng định mệnh, chuyến đi định mệnh. Option là mình đi coi coi đó. Thì bạn này cũng đi. Thì lúc vào thì cái không gian, cái khán phòng nó hơi tối. Thì em mới chủ động em nắm tay bạn đó, em kéo đi. Bạn này đó. Dạ đây, bạn này. Đang nói bạn này. Gọi bạn này mà nó bạn đó. Tiếp. Dạ em mới kéo tay bạn này vào chỗ ngồi. Dạ thì em thấy là sao em nắm tay để yên cho nắm luôn. Dạ thì em mới ngồi ngay bên cạnh luôn. Em nắm tay suốt trong cái buổi đó. Dạ tại vì em làm du lịch thì em đi rất là nhiều những cái tour. Và trước đây em làm hướng dẫn viên và làm tour leader thì em tiếp xúc rất là nhiều. Em cũng thú tội rồi. Dạ em cũng quen nhiều. Dạ chứ không phải mới yêu em lần đầu. Dạ nên là khi đó thì thật sự ra em cũng vẫn nghĩ là chắc là quen xong tour rồi thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà có gì đó nó hơi vương vấn chút xíu. Còn em sao? Lúc này em có vấn vương gì không? Em thấy giống như là em cũng thấy là bạn cũng đang có ý đồ tươi cảm mình. Thì em cũng tạo cơ hội cho bạn. Rồi sau đó bao lâu thì yêu nha? Cũng chạy giật lắm, cũng khoảng tháng sau mới quen được. Bọn cô ta có 1 tháng trời thôi đó. Bọn ta vậy? Tôi tưởng đâu chắc phải 3 năm. Cô 1 tháng trời thôi đó. Dạ giận la hứ này nhậu nhau á. Dạ. Dạ đó, nhưng mà chia tay thì là không. Dạ. Nhưng mà cái miệng này thì cái miệng bên đây cãi lộn lại không? Em cái tính của em á thì khi mà em giận thì em muốn bỏ đi chỗ khác, em muốn đi tìm một cái chỗ nào nó thoải mái, em muốn relax rồi sau đó em mới từ từ em giải quyết sau. Còn bạn này thì muốn là cái sự việc lúc đó là phải giải quyết liền. Thì nên đôi khi cái đó cũng là một trong những cái mâu thuẫn. Dạ. Rồi có bao giờ mà chồng hoặc là vợ giận nhau rồi bỏ nhà ra đi không? Dạ có. Ai? Dạ, ai là người đi? Em là người đi. Em đi ra ngoài, em thuê nhà em ở. Bao lâu? Gần 3 tuần. Trong 3 tuần đó có chuyện gì xảy ra không? Dạ có. Thì để vợ nói. Đó là một cái đỉnh điểm trong cái đời sống hôn nhân của vợ chồng em. Lúc đó là em mới sinh bé xong được 1 tháng rưỡi. Nói chung là tính khí lúc đó em không biết là có phải là phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, khó chịu, tính khí thay thất thường đó. Dạ, thì cũng hay cãi lộn với ảnh. Xong rồi ảnh cũng khó chịu thì cãi nhau rồi ảnh bỏ đi. Xong rồi vợ chồng ly dị. Vợ chồng nói nhau là thôi bỏ. Thì thời điểm đó là có lẽ hai vợ chồng chưa có một cái tâm lý để mà đón nhận một cái thành viên mới. Dạ, nên đâm ra là có một cái gì đó nó hơi bị stress. Lúc đó thì em lại bị tấn công bởi một cái giống như xuất hiện người thứ ba. Người thứ ba, người dạ. Nên là em vô tình làm cho vợ mình bị tổn thương nặng hơn. Dạ, thì em bỏ đi 3 tuần. Dạ, tôi xin được giới thiệu, tôi là Minh Tiến. Hiện đang là giám đốc kinh doanh của một công ty du lịch nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh Tiến đang nhiêu tuổi? Dạ, 34 ạ. Chào em Tiến. Dạ, em chào anh Thường. Em chào chị Vân. Xin chào quý vị khán giả, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trịnh Hoàng Vân Anh. Tôi 33 tuổi và hiện đang làm trợ lý giám đốc ở một công ty nước ngoài. 33 tuổi mà. 34. 34 tuổi. Nhất gái hơn hai. Nhiều trai lớn một. Dạ. Mà nhìn kỹ hai cái mặt này có nét hao hao giống nhau. Dạ, mặt phu thê. Ai cũng mặt phu thê. Dạ. Hai vợ chồng bạn bắt đầu tình yêu như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ai là người chủ động cua đối tượng kia? Dạ thì năm 2011. Dạ, khi đó thì em đang là điều hành hướng dẫn viên của một công ty du lịch. Thì bạn này cùng với là một bạn nữ nữa thì mua tour Thái Lan. Dạ. Thì thời điểm đó thì em cũng đang có dạng như đang buồn. Dạ thì thôi em nói là thôi để mình đi chơi, đi xả stress luôn. Dạ thì đó là cái lần mà em gặp bà xã em cũng như định mệnh. Chuyến đi định mệnh em mà tự gặp nhau là ở đâu? Gặp nhau ở cái tour Thái Lan đó. Dạ dạ đúng. Dạ có nghĩa là thời điểm đó là em hẹn với lại khách hàng á là tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dạ thì bạn này và một bạn nữ nữa tới sân bay. Nhưng mà bạn này tới sớm. Em thường là tới sớm nửa tiếng để mà em đợi mọi người. Bạn này tới sớm hơn. Gọi điện thoại cho em nói ủa sao kỳ vậy, sao giờ này chưa tới nữa. Là cái ấn tượng đầu tiên của em là bạn này hơi bị khó rồi đó. Cười quá. Người ta hẹn 9 giờ thì 9 giờ 8 giờ rưỡi người ta tới mới 8:15 gọi điện thoại là sao. Dạ thì em ấn tượng đầu tiên là bạn này hơi bị khó. Hơi khó. Và khi gặp nhau thì ấn tượng của em đó về bạn này như thế nào? Em thấy rất bình thường. Không có gì đặc biệt hết. Và em có khó chịu về cái chuyện mà ảnh là leader mà ảnh lại đi đến trễ hơn em không? Lúc ảnh tới em có nói là sao tôi leader mà tới trễ vậy, để cho khách tới trước vậy. Xong ảnh nói chứ không, tôi tới đúng giờ. Tại bạn tới sớm đó. Cãi lại vậy đó. Như người ta là người ta phải sorry chị thế này. Thì cũng nói kiểu là giỡn qua giỡn lại chứ không phải là nói chuyện nghiêm trọng. Dạ thì em nói vui, em nói là tại vì chị tới sớm thì em chưa biết, em biết tuổi rồi, biết nhỏ hơn em rồi, nhưng mà lịch sự thì em nói là tại vì chị tới sớm mà chứ Tiến là Tiến đến đúng giờ. Dạ. Rồi sau đó thì như thế nào? Dạ thì cái chương trình đi ngày hôm đó là có khoảng tầm 8 người thôi. Dạ thì đi qua ngày đầu tiên thì rất là bình thường.
chỉ có qua ngày hôm sau đi Pattaya thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Đó, để ra xảy ra. Dạ. Sao thế mà có vẻ như thế. Dạ thì mấy anh Thuận với lại chị Vân biết rồi đó, mình xuống Pattaya thì mình sẽ thường sẽ có một cái chương trình là mình đi option là mình đi coi coi đó. Dạ. Thì bạn này cũng đi, thì lúc vào thì cái không gian cái khán phòng nó hơi tối. Thì em mới chủ động em nắm tay bạn đó, em kéo đi. Bạn này đó. Dạ đây, bạn này. Đang nói về bạn này. Đang gọi bạn này mà nói bạn đó. Tiếp. Dạ em mới kéo tay bạn này vào chỗ ngồi. Dạ thì em thấy là sao em nắm tay và để yên cho nắm luôn. Dạ thì em mới ngồi ngay bên cạnh luôn. Em nắm tay suốt trong cái buổi đó. Bây giờ mình hỏi bạn này đi. Thiệt lòng đã kết ông này rồi đúng không? Thật sự thì khi mà bạn nắm tay em, bạn dắt đi, em nghĩ là bình thường, ga lăng thôi. Xong rồi tới một lúc sau coi một cái show mà có vẻ táo bạo hơn thì mình cũng ớn quá. Thì ông này cũng nắm tay thì mình cảm giác là có một người bảo vệ mình. Thời điểm lúc đó em có một cái cảm giác là vui thôi. Em không nghĩ gì là sâu xa với anh này hết. Thấy là cũng được, quen trên tour cũng vui. Người ta là quen qua đường, còn này quen qua tour vậy. Ông cũng nghĩ là quen em qua tour thôi. Thôi, dễ sợ quá. Dạ tại vì em làm du lịch thì em đi rất là nhiều những cái tour. Và trước đây em làm hướng dẫn viên và làm tour leader thì em tiếp xúc rất là nhiều. Em cũng thú tội rồi. Dạ, em cũng quen nhiều lắm rồi. Dạ. Chứ không phải mới yêu em lần đầu. Dạ. Nên là khi đó thì thật sự ra em cũng vẫn nghĩ là chắc là quen xong tour rồi thôi. Đúng rồi. Nhưng mà có gì đó nó hơi vương vấn chút xíu. Còn em sao? Lúc về em có vấn vương gì không? Em thấy giống như là em cũng thấy là bạn cũng đang có ý đồ cưa cẩm mình, thì em cũng tạo cơ hội cho bạn. Rồi sau đó bao lâu thì yêu nhau? Cũng chày chật lắm, cũng khoảng 1 tháng sau mới quen được. Bọn cua ta có 1 tháng trời thôi đó. Bọn tháng vậy? Tôi tưởng đâu chắc phải 3 năm. Cua 1 tháng trời thôi đó. Rồi yêu nhau có hợp với nhau không? Vui không? À, lúc mới yêu mà thật vui biết bao nhiêu. Nhưng mà rồi cái miệng này đi. Bởi vậy anh thấy nói vậy. Dạ nhưng mà thật sự ra hai vợ chồng em bị khắc khẩu. Dạ từ lúc mà quen, lúc cưới cho lúc mà tới hiện tại bây giờ một chút nào đó cũng khắc khẩu. Dạ. Nhưng mà cãi mà có giận hờn bốc hỏa được không? Ờ, dạ giận la hứ này nọ nhau á. Dạ. Dạ. Đó nhưng mà chia tay thì là không. Dạ. Nhưng mà cái miệng này thì cái miệng bên đây cãi lộn lại không? Em tính của em á thì khi mà em giận thì em muốn bỏ đi chỗ khác, em muốn đi tìm một cái chỗ nào nó thoải mái, em muốn relax rồi sau đó em mới từ từ em giải quyết sau. Còn bạn này thì muốn là cái sự việc lúc đó là phải giải quyết liền. Thì nên đôi khi cái đó cũng là một trong những cái mâu thuẫn. Mỗi người một kiểu ha. Em mà bực quá là em phải nói, hoặc là nói oan em một cái chuyện gì đó là em phải nói, em không thể nào mà em nhịn để sau được. Nhưng mà ổng đi gần sao có níu áo lại không? Có, chạy theo. Dạ chạy theo nói chạy cho mình. Chạy theo gì chạy vừa nói. Dạ đúng rồi đó anh, đúng rồi chính xác. Dạ. Ông xã đứng lại và xã đang nói mà đi đâu vậy? Rồi ông xã có đứng lại không? Ông xã không đi. Vẫn không đứng, xong em níu. Thật ra tôi nhìn á, tôi có cảm giác giống như là bên này là sẽ hiền dịu và thậm chí phải chịu đựng hơn. Bên này chắc chắn cãi lộn không lại bên này đâu. Cảm giác của em trật lất rồi em ơi. Dạ đúng rồi anh. Đúng vậy đó rồi. Em hiền lắm, ở nhà em hiền á. Giống đại nghĩa hiền. Em hiền. Hiền lắm. Rồi cái đó là thời gian yêu nhau đúng không? Dạ. Trong thời gian yêu nhau là thường xuyên khắc khẩu. Dạ. Rồi lấy nhau rồi có khắc khẩu nữa không? Đúng rồi, có cải thiện không? Dạ thì sống chung với nhau khắc khẩu hơn. Dạ. Trời ơi. Ở chung với nhau thì nó phát hiện nhiều thứ hơn. Lại còn cãi nhau nhiều hơn. Rồi có bao giờ mà chồng hoặc là vợ giận nhau rồi bỏ nhà ra đi không? Dạ có. Ai? Dạ, ai là người đi? Ai? Em là người đi. Em đi ra ngoài, em thuê nhà em ở. Bao lâu? Gần 3 tuần. Trong 3 tuần đó có chuyện gì xảy ra không? Dạ có. Để vợ nói đi. Đó là một cái đỉnh điểm trong cái đời sống hôn nhân của vợ chồng em. Lúc đó là em mới sinh bé xong được 1 tháng rưỡi. Nói chung là tính khí lúc đó em không biết là có phải là phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, khó chịu, tính khí thất thường. Dạ, thì cũng hay cãi lộn với ảnh. Xong rồi ảnh cũng khó chịu thì cãi nhau rồi ảnh bỏ đi. Xong rồi vợ chồng ly dị. Vợ chồng nói nhau là thôi bỏ. Dạ thì đó cũng là lý do, một trong những lý do mà em ngày hôm nay em ngồi ở đây. Dạ. Thì thời điểm đó là có lẽ là hai vợ chồng chưa có một cái tâm lý để mà đón nhận một cái thành viên mới. Dạ, nên đâm ra là có một cái gì đó nó hơi bị stress. Lúc đó thì em lại bị tấn công bởi một cái... giống như xuất hiện người thứ ba. Người thứ ba, người dạ. Nên là em vô tình làm cho vợ mình bị tổn thương nặng hơn. Dạ, thì em bỏ đi
3 tuần. Thì những ngày mà em ở một mình á, suy nghĩ á, thì thật sự là không ai có thể thay thế được vợ với con em. Dạ. Hai cái gương mặt này lúc nào nó cũng nằm ở trong đầu em á. Dạ. Rồi lúc nào nó cũng nghĩ là mình làm như vậy thì người ảnh hưởng đầu tiên là vợ mình, rồi ảnh hưởng sâu xa hơn nữa sẽ là con mình. Thì sau 3 tuần em chủ động hạ bớt, và cũng như là em cả bỏ hai hết vợ chồng đều em bỏ hạ hết nhiệt rồi, những cái mà gọi là và muốn nói chuyện bình tĩnh với nhau một cách nghiêm túc trở lại. Nhưng mà chị rất muốn biết cảm giác của em lúc đó. Thật sự là rất là stress, và nó cũng giống như một cái ám ảnh. Em cứ xả ra đi, em không có việc gì em phải kèm lại đó. Thật sự khi em quyết định hai vợ chồng đi dị đi, là em nói thẳng với lại Tiến cùng xã em á, em hoàn toàn có thể nuôi con được. Về công việc, về địa vị xã hội, về tất cả mọi thứ, em hoàn toàn có thể bảo đảm cho con em một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Em chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng rồi sau 3 tuần em suy nghĩ rất nhiều, và em thấy là có lẽ trong cuộc đời mỗi người thì ai cũng sẽ có những lần có những cái sai lầm. Thật sự lúc đó em không nói em là cao cả hay cao thượng gì hết, nhưng em chỉ nghĩ một điều duy nhất là mình còn tình cảm với nhau. Em biết lúc đó ông xã em cũng còn tình cảm với em khá nhiều, và với con nữa. Em mới quyết định là em ngồi xuống em nói chuyện lại với ảnh, và xem như là tạo một cơ hội để quay lại. Thật sự là em cũng chưa phải gọi là đi quá đà. Dạ, chưa phải đi quá đà, mà tại vì chính thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó, thì giống như đó là một cái cánh cửa mà mình nghĩ là nó sẽ đi đến là lối tốt, là một cái hướng đi tốt, nhưng mà mình không tưởng tượng được đó là một cái hướng đi nó tồi tệ như vậy. Dạ. Thì như bà xã em nói là sau 3 tuần thì may mắn đều là em không mất vợ với con em. Dạ. Nếu như là mọi người có xem ở cái số này á, thì sẽ rút ra được rất nhiều những cái kinh nghiệm và những cái ứng xử của mình trong cái mối quan hệ vợ chồng. Giống như lời vợ em nói gì thì nói, tại mình làm gì làm mình cũng là con người. Mình không phải là thánh là thần để mình có thể không bao giờ có tội lỗi, hoặc là không bao giờ mắc lỗi. Dạ, vấn đề là cái người phụ nữ họ khôn và họ thông minh ở chỗ là họ biết vị tha đúng chỗ và đúng người. Thực sự nếu như chồng em không còn thương em thì thôi đi luôn, không còn nuối tiếc. Nhưng rõ ràng mình hiểu được rằng mình vẫn còn quá yêu chồng mình, và chồng mình cũng còn quá yêu mình. Thì cái việc mà em bỏ qua, em tha thứ, đó là em hoàn toàn sáng suốt. Và đó là chứng tỏ cái bản lĩnh của em. Và cái mà em thành công hay không cũng là do cái điều đó đó. Dạ. Chứ còn người phụ nữ bình thường thì người ta sẽ không bao giờ chấp nhận anh thế này, anh thế nọ, và rồi tan nát một cái gia đình. Mà em biết cái hệ quả của cái việc mà một gia đình tan nát nó kinh khủng lắm. Không những cho mình mà vấn đề nhất là những đứa con của mình. Thành ra là đầu tiên là chị phải chúc mừng hai vợ chồng em. Yeah. Sau đó là chị phải cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Bởi vì câu chuyện của tụi em á, chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều với những cặp vợ chồng khác nếu mà các bạn có theo dõi cái chương trình này. Yeah. Đúng không? Và chị cũng phải nói là chị quá khâm phục vợ em. Hôm nay em tham gia chương trình này thì nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với vợ em? Món quà của em là cái gì? Em muốn đến đây là vì cái mục đích đó của em, thì em nói cho vợ em đi để vợ em hiểu. Mình đứng lên đi, đứng mình quay mặt đi, thì mình không có nhìn, mình coi lại thôi, mình coi phát sóng lại thôi. Tôi coi YouTube. Như bà có nói với má, mình may mắn là mình không có mất nhau, và mình đang có những cái hướng đi tốt. Mình đang chuẩn bị sẽ đón nhận một cái không gian sống mới, mình đang chuẩn bị có một cuộc sống mới, và mình sẽ có nhiều khoảng thời gian bên cạnh Mini. Ba yêu hai má con nhiều lắm. Em là Nguyễn Văn Trung, năm nay em 30 tuổi, em đang làm lập trình viên. Em là Hồng Vân, hiện tại em là kế toán, và năm nay em 29 tuổi. Xin chào hai Hồng Vân. Trời ơi, Hồng Vân á với Trung á chênh lệch với nhau có 1 tuổi thôi. Dạ. Có phải là hai bạn đã quen nhau từ cái thời trung học không? Trong trường hợp nào? Tụi em là học chung lớp 3, rồi lúc đó là đi chơi với nhau xong rồi cái bén duyên. Bén duyên. Cấp 3 hả? Trời, chồng cười tươi dễ sợ, bởi vì chắc là cười hoài cho nên trẻ hoài. Em thấy chồng em vui tính không? Bởi vì vui tính nên em mới mới đồng ý đúng không? Dạ, mới thương chồng em. Đầu tiên gặp chồng em ấn tượng liền không? Dạ, học cùng lớp nhưng mà khi mà bị thầy la á, nhưng mà chồng vẫn cười, tự nhiên lúc đó mới ấn tượng. Đúng không? Ấn tượng vì giọng cười, vì cái nụ cười. Dạ. Rồi yêu nhau lâu không? Yêu nhau thì 7 năm tụi em mới cưới. Trong cái thời gian yêu nhau thì
có những khó khăn gì không? Đó hai vợ chồng em thì yêu xa, là em là học ở trong đây, còn vợ em là học trong công trung. Cái khoảng thời gian đó em học có vô không, hay là vừa học vừa phải trông phải nhìn về phía Sài Gòn đấy, có ông biết ông bạn này ông làm gì, có quen với ai không, có nghi ngờ không? Do lúc em quen nhau thì bởi vì ở xa nên cũng chưa có xác định là tiến tới lâu dài và cưới chồng em. Tâm lý lúc đó là cũng dở dở vậy đó anh. Hồi học ở trên đại học á thì cũng có một cái anh ở trong trường cũng thích em, thì anh cũng quan tâm rồi chăm sóc em. Khi mà em cảm nhận được là mình cũng chuẩn bị là mình cũng thích cái anh đó rồi thì cũng thật tình gọi điện cho chồng, bảo thôi chồng về thăm đi, để xem thứ nhất em cũng xem lại tình cảm của em với lại chồng với lại cái anh đó như thế nào. Khi em nhận được cái tin đó rồi em quay về Con Tum thì có gặp cái người kia không? Lúc đó là em còn chẳng biết cái chuyện đó, xong rồi cái có người nào xuống nói chuyện, xong em cũng nghe bạn Văn nói ông này thích Văn vậy á, nghe thấy tức là đuổi về rồi. Đuổi ai? Đuổi lại về, đuổi ra sao cho đuổi được. Thôi đi về đi. Nhưng mà lúc đó đuổi ta về mà mặt có cười giống vậy không? Không, chắc lúc hình sự đó anh sao mà cười được mà. Về lúc... đi. Rồi anh có cái gì về đi. Dạ. Ông đó có về không? Anh về chứ. Về luôn. Dạ. Rồi nói chuyện đâu có nghe đâu. Ủa rồi lúc đó vợ anh sao? Lúc đó là em để cho hai người xuống nói chuyện với nhau, em tránh đi chỗ khác. Thì xong cái sau khi nói chuyện với anh đó rồi thì em về em hỏi chồng em, hỏi là ủa chứ hồi nãy anh đó xuống nói gì mà anh đuổi về. Chồng em bảo là ô có nghe nói gì đâu, thấy nói nhiều quá thì đuổi về thôi. Chứ cũng không biết là người ta đang nói là nên chia tay hay là gì hết. Rồi, dạ. Rồi lúc đó là em quyết định là em chọn chồng em luôn. Thì em quen chồng em nhiều hơn. Thì em chọn chồng em. Xong dụ vợ về Sài Gòn với mình luôn. Em kêu vô rồi vợ em nó cũng lưỡng lự. Lưỡng lự rồi sao nữa? Bởi vì ba mẹ em không cho vào ạ. Chưa cưới hỏi mà bây giờ mình đi vô trong đó thì cũng không được. Cuối cùng sao? Chị hai em ở Đắk Nông, em thì vào chăm cháu cho chị hai em yên tâm đi làm. Để mà đi vào được Đắk Nông thì phải đặt xe Sài Gòn. Khi mà lên xe đi á, em suy nghĩ đấu tranh tư tưởng là bây giờ em muốn ở chị hai em để làm tròn trách nhiệm của gia đình, nhưng mà cũng muốn theo trái tim của mình. Cuối cùng chọn đi Sài Gòn. Lúc đó chồng biết không? Dạ, em có bàn lúc chưa? Lúc đó em đã ra tới hậu thư rồi mà. Tình yêu cũng 5 năm rồi. Nếu mà không vô nữa thôi dẹp rồi đi sao được. Dạ. Xong quan lại biết nó cũng vô. Vô hai đứa ở đâu? Hai đứa muốn ở chung. Sống thử trước phải không? Sống thử. Mấy năm. Mà lúc đó ba mẹ giận bởi vì em làm trái ý. Giận chắc rồi là tại đã không qua Đắk Nông. Không nói chuyện, không gọi điện hỏi thăm, không bất kỳ một cái thông tin liên lạc từ gia đình hết. Lúc đó em cũng nản bởi vì thực sự là em cũng nặng về gia đình. Rồi chồng nói là thôi bây giờ đã quyết định như vậy rồi. Thì khi nào làm ở đây, khi nào mà có sự nghiệp thì mới đi về. Rồi cuối cùng hai đứa sống thử trong bao lâu? Dạ, sống thử 2 năm. Ừ, nè, tại sao Vân ốm quá vậy cưng? Em có bệnh trong người chị. Bệnh gì? Em bị tiểu đường. Bị lâu chưa? Trước khi cưới thì em phát hiện ra. À vậy đó hả? Rồi cái thời gian ở chung là chồng mới là biết em bị bệnh tiểu đường đúng không? Dạ đúng rồi, rồi mới chồng phát hiện ra chứ em cũng không biết nữa. Ồ vậy hả? Em sao phát hiện được? Đồ để ở nhà tắm á, em thấy kiến nó bò. Nghĩ trong Sài Gòn này mình ở trọ thì kiến thì ngày xưa cũng nhiều lắm. Xong em lại nhớ là ngày xưa là bạn của ba rồi bị tiểu đường cũng bị cái mấy cái chuyện kiến bò đó. Em ngồi chằn chọc suy nghĩ lên mạng em sợ những cái không em bắt đi khám liền. Rồi sao em ngồi lên trên hành lang đó, xong rồi có con nhóc nó đi ra, xong nó nói với mẹ nó trời ơi cái trẻ vậy mà sao mà mắc bệnh. Cái sợ em ngồi trong cái phòng đó chỉ có vợ mình chứ mày. Lại là rồi thôi rồi đó. Rồi em Vân thì sao? Dạ nó hụt hẫng lắm anh. Tự nhiên cái mình cảm thấy chán nản, mình sẽ không nghĩ là mình tiếp tục sống nữa. Cái kiểu như em hay có suy nghĩ tiêu cực. Rồi với lại hai đứa là cũng muốn cưới nhau rồi, em cũng không muốn cưới nữa. Nói chung là em muốn buông xuôi tất cả lắm. Chồng á, lúc ấy chồng nghe vợ. Sau khi mà nói vậy xong là chồng chửi. Chồng nói là tại sao lại suy nghĩ như vậy, bệnh nó có gì đâu, rồi chồng nói cưới thì cưới chứ có sao đâu. Rồi em nói là bây giờ nếu mà bệnh của em như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới con. Suy nghĩ của chồng em là không có gì là làm khó chồng em được hết á. Sau cái ngày mà phát hiện đó, vợ em nó suy sụp đó. Lúc trước vợ em mập lắm, mập ú nụ à. Cái xong rồi cái mấy tháng sau là tay chân nó ốm khẳng khiu như vậy. Đi về quê ai cũng quở mà sao vô ở chung sao mà nó như thế này, áp lực lắm, không biết làm sao hết. Nhưng mà hai chồng cũng đi chữa trị lâm hết. Vợ em thì nó hợp thuốc, xong rồi bắt đầu nó mới mà mập trở lại. Cái hồn xưa là mấy tháng mà em nhìn em chắc nghĩ là chắc rồi chắc sắp tiêu rồi luôn rồi. Vậy đó hả? Dạ. Và bây giờ thì em đã bớt bi quan với cái bệnh của mình chưa? Dạ bớt rồi chị, bây giờ là mình chấp nhận mình sống chung với nó. Sống với nó. Dạ, với lại em mà bi quan chắc không được đâu, bởi vì chồng em lúc nào cũng suy nghĩ tích cực hết. Cũng ở bên cạnh em động viên. Gia đình hai bên có biết không? Dạ không, không. Vợ chồng em giấu. Giấu? Cho tới bây giờ thì biết chưa? Dạ biết rồi, cũng là do chồng em cũng muốn giấu về cái bệnh em, bởi vì em không muốn ba mẹ em phải suy nghĩ. Và lý do vì sao mà Trung gặp
gia đình hai bên và nói rõ cái này. Ngày xưa thì chỉ có một mình vợ chồng em biết thôi, thì cũng áp lực của mình khó mà mình diễn tả được. Nhiều lúc mình cứ thui thủi đi về với vợ rồi nó không có ai san sẻ rồi nhiều. Nên là lúc đó vợ em là hợp thuốc xong rồi nó mập lên, cái em về em nói với má vợ, ba má vợ là vợ con bị bệnh đó, nhưng mà bây giờ thì khỏe lên rồi lại rồi. Và giải thích cái nguyên nhân là hồi xưa là vì sao mà vẫn lại ốm như vậy hay gì đó. Thì lúc đó mà má vợ em, ba vợ em nghe sẵn người không? Rồi ba má em thì sao? Ba má em là hồi xưa lúc Tết về là vợ em có tiêm thuốc á, xong rồi để cái chai thuốc đó má thấy, má đi hỏi sao? Xong má cũng giấu. Là em biết, ba má biết rồi cũng giấu. Nhưng mà bây giờ là tụi em đã làm đám cưới được bao lâu rồi? Gần 4 năm rồi. 4 năm. Khi mà ba má hai bên biết chuyện đó thì các cụ vẫn đồng ý về cái vấn đề đám cưới của tụi em đúng không? Dạ không, lúc đó là chưa biết. Là cưới xong rồi thì mới biết hả? Dạ. Rồi bây giờ ổn hết chưa? Vợ chồng em lâu mới không có con á. Thì tụi em cũng đi khám hiếm muộn. Thì nói chung là cũng là nguyên nhân là do em. Lúc đó lại một lần nữa lại bi quan. Lại nghĩ là trước khi cưới mình đã bệnh nó rồi. Xong rồi giờ khi cưới là bác sĩ lại nói như vậy nữa. Thì lại tiếp tục bi quan, cũng lại nói thôi bây giờ mới cưới thì thôi bỏ nhau cũng không muộn, cũng muốn buông xuôi cũng... Em sợ đúng không? Em sợ cái điều đó xảy ra đúng không? Dạ. Thì chồng có biết cái nỗi lo sợ của vợ không? Em biết chứ. Rồi em biết rồi em có xóa tan cái nỗi lo đó cho vợ không? Em cũng lo vậy. Nhiều lúc em ngồi nghĩ không biết dòng mình phải mang vận xuôi tới do vợ không, sao mà vợ lúc nào cũng đau ốm hết cái này tới cái kia. Cái xong rồi nhiều lúc mà vợ nói thì em cũng muốn bỏ quách đi cho rồi, để cho mà vợ nó giải thoát hay gì nó đi mất cái xuôi đi. Nhưng mà em nghĩ giờ có cái vậy về sau nó cũng đâu có bớt được đâu. Tức là bây giờ em có là tạo cho vợ em cái áp lực về vấn đề con cái không? Không, em không có tạo. Em nghĩ sao sống cho nó vui thôi được rồi. Con cái giờ có nhiều phương pháp có, em cũng không có lo. Tại vợ em thì nó hồi hộp, nó cần, nó mong, nó có bệnh, nó lạy tứ phương nữa. Em nghe nhiều lúc em quải lắm. Hết thầy này thuốc kia rồi mà không có chứng minh được cái gì hết. Tức là em muốn em có con cho nên em thuốc, uống thuốc rồi ai chỉ cái gì thì em sẽ uống cái đó để mà có con đúng không? Dạ đúng rồi. Chồng em là một người cực kỳ thấu hiểu em, và cho dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ sát cánh bên em. Và cái điều mong muốn của chồng em là gì nè anh Bin hỏi, thì chồng em nói rằng chỉ sức mong khỏe. Một điều sức khỏe cho vợ đúng không? Chính vì thế mà em phải lưu ý đến cái việc chị khuyên. Dạ. Việc chị khuyên đó, và chị rất mong là em có sức khỏe giống như chồng em mong em vậy đó. Dạ, em có sức khỏe và lạc quan. Cũng hay là cũng ở gần chồng em lạc quan lắm nên em cũng bây giờ là cũng ảnh hưởng. Đúng. chút. Nhìn em ốm nhưng mà cái mặt em rất là tươi cho nên cái điều mà chồng em mong muốn ở em á đó là phải chăm sóc sức khỏe, phải lo lắng cho cái thể trạng của mình. Điều đó em thực hiện được không? Dạ được. Nói với chồng mình đi. Đứng lên cho vợ biểu hiện cái coi. Chồng đứng lên coi. Thấy chứ nãy ôm vậy là thấy chưa? Nói gì đi. Cảm ơn chồng. Cảm ơn chồng. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Bởi vì những lúc em khó khăn nhất thì anh ở bên cạnh em. Nắm tay nhau đi. Nắm tay em thật chặt. Xí tay em thật lớn. Không sao đâu. Không sao đâu. Nói đi chồng, nói đi. Nói gì, nói được có một câu cười liền. Nói cho vợ yên tâm coi. Không sao đâu em, nói đi. Mọi cái gì nó cũng sẽ qua là. Mình cứ đi tới phía trước thôi. Chính xác. Dạ, tất nhiên là phải anh nắm tay em đi phía trước chứ sao mình em bước đi được. Đó, thấy chưa? Em tên là Lê Minh Trí. Em là kỹ sư công nghệ thông tin khoảng chừng 10 năm. Nhưng mà thời gian gần đây thì em về làm giám đốc không lương cho bà xã của em. Vậy à. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Trí? Em 33 tuổi. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Lê Thị Xuân. Hiện tại em đang kinh doanh trong lĩnh vực spa và mỹ phẩm. Em năm nay 25 tuổi. Hai em gặp nhau trong một cái ngày đẹp trời như thế nào? Và câu chuyện tình của hai bạn lãng mạn ra sao? Kể cho anh nghe. Dạ, em với ảnh gặp nhau cách đây cũng 4 năm rồi. Thì lúc đó ảnh từ ở bên Úc về, vừa mới đi công tác về. Thì em thì lúc đó đi theo bạn của em, được làm mai cho bạn của ảnh. Thì em thì ham ăn, hồi đó còn nhỏ thì đi ham ăn thì đi ăn thôi chứ cũng không quan tâm gì hết. Ấn tượng đầu tiên thì em gặp thì em thấy sao ở đây ai cũng già với xấu hết, mà ảnh thì là xấu nhất với già nhất luôn. Trời ơi. Có gì? Ảnh mà để tóc hai mái mà tóc thì dày, đâu có được đẹp như đang trường đâu. Rồi rất là đen mà mập nữa. Rồi mặc đồ thì già lắm chị, áo sơ mi dài, rồi quần thể dục mà còn mang vô giày đáp nữa. Nói chung là em không ấn tượng gì hết, mà ảnh còn ham ăn hơn cả em nữa. Đó thì em gặp cái tư này thì như thế nào? Cũng nhìn cũng thấy dễ thương, trắng trẻo, nhưng mà em hoàn toàn là em không có thích, em có ác cảm. Tại vì em không có thích con gái, con nít gì mà ăn mặc gì mà hở hang kiểu đó, rồi đi hẹn hò gì lung tung ấy. Đó là kiểu đó. Là không thích đó phải không? Nghĩa là hai bên không ai thích ai.
Nhưng mà đến cái lúc nào thì hai bạn bắt đầu thích nhau? Có một anh bạn á, ảnh là mai cho cặp kia, thì anh thấy cặp kia thì có vẻ không thành rồi, cái ảnh bắt đầu nhiều chuyện, ảnh là mai em cặp này. Ảnh thì ảnh nói với em á là thấy chí sao anh thấy cũng thích thích em á. Thôi em không thích đâu, già quá à. Rồi anh còn nói với anh chí là ê thấy nhỏ đó sao, tao thấy nhỏ đó cũng thích mày á. Rồi sao nữa? Em thấy tự nhiên bé này nó thích mình ta, thôi kệ, quen thử coi sao. Nhưng mà em có tin là cái anh kia nói là anh này thích em không? Dạ tin chứ chị, tại lúc đó em còn trẻ mà ảnh già vậy thì em cũng nghĩ chắc khoái gặm cỏ non thì cũng nhiều. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhỏ bạn em á thì nó nói mày với anh Chí quen không hợp đâu nha, anh Chí chỉ quen mày chơi là cẩn thận dạng vậy. Em nghe vậy em tức lắm chị, cái em nghĩ là em phải cua cho bằng được luôn. Cua xong hả em tào tiền nhiều lên tỏ cho đỡ từng biết. Tự nhiên chê nhà mình nghèo rồi kia không xác định rồi quen chơi người ta không. Cái mối tình này bị hai ba người đơm đặt lần á, đúng không? Dạ. Cái người nhưng mà kia... cái đó là thật á chị, cái mà ảnh nói gia đình em vậy là thật. Thật luôn hả, thiệt không? Lúc đó là em cũng đứng tuổi rồi, cũng 30, nói chung công việc cũng ổn định, cũng ok. Thì lúc đó thì lần đầu tiên em hẹn với lại vợ của em á, là em qua nhà, em chở đi đám cưới. Thì em thấy nhà cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, nếu mà em mà tiếp tục nữa thì chắc là sẽ vất vả khó khăn lắm. Thì em mới về em nói với bạn em là thôi chắc tao không có tiếp tục nữa đâu. Vợ bé Xuân nhà hoàn cảnh cũng hơi phức tạp quá đó, cái bị nghe học lại xong rồi, cuối cùng xong là bạn của em lại nói cho bạn kia. Bạn kia nói cho bạn vợ mà em một lần nói là dặm thêm miếng mắm miếng muối vô đó, trời phạt đó, bây giờ làm không công luôn á, không có một đồng bạc luôn á. Rồi bây giờ nè, khi mà em tiếp cận với cô này và bị vào cái lưới tình của quen cho bỏ ghét đó, thì đến bao lâu thì em mới phát hiện là em yêu cô này thật lắm? Vợ em thì lúc đó nó ngây thơ lắm, như lúc mà dụ em á, ngây thơ lắm, trong sáng lắm, lúc nào cũng thánh thiện á đó. Em chỉ nghĩ thôi chị. Chị biết mình đã đặt mục đích rồi mà. Dạ, em cảm thấy là giống như em là sống với người hùng vậy. Cái tùng cái bắp đúng không? Hùng dính lưới rồi đó. Nhưng mà đến bao lâu thì cái tình yêu trong em dành cho anh này nó thành sự thật? Lúc sau thì em thấy ảnh thương em dữ lắm, thương nhiều quá. Xong rồi em có nói với mẹ em, mà lúc đó em cũng có cảm động chút xíu rồi. Cái mẹ thì thấy ảnh cũng lớn rồi, sợ con gái bị dụ. Mẹ nói bây giờ thương thì mua nhà ở đi. Mà em biết là khả năng của ảnh không có, nhưng mà ảnh cũng chạy vậy lắm chị. Cái lúc đó em thấy tội nghiệp quá. Già già mà hả, mắt nheo nheo gì nè. Rồi tay nhìn khổ đen đen nữa mà cứ lái xe đi tìm đất khu này rồi chung cư khu kia để mua nhà. Em thấy tội nghiệp quá. Cái em nói với mẹ là con nghĩ là không có được đâu. Mẹ nói rồi mê quá rồi các thứ. Cái em nói với ảnh thôi chắc không hợp. Ảnh nói thôi để anh cố gắng. À, hai đứa cứ tìm hiểu này nọ các thứ để mua được chung cư rồi trả góp trong 20 năm mấy chục năm á. Xong cuối cùng là quyết định là không, tại vì thấy như vậy sẽ mang nợ cả cuộc đời luôn. Xong rồi hai đứa quyết định là không có mua nhà nữa. Rồi bây giờ anh muốn hỏi cái kết quả là hai đứa có nhà chưa? Dạ hiện tại bây giờ thì tụi em không những có một căn mà có rất là nhiều căn và cơ sở kinh doanh cũng rất là phát triển. Câu chuyện rất dài. Dạ. Nhưng mà cho đến cái câu vừa rồi của em thì anh phải nói rằng là anh không riêng vì anh mà với chị Vân cũng như tất cả những người ở đây đều phải nói đâu là rất chúc mừng hai vợ chồng em cho tới thời điểm này. Giờ đáo hạn lại cái chuyện mà lúc mà yêu nhau đi, lúc mà còn khó khăn còn thử thách á, rồi em có biết là em đang bị thử không? Không, em không biết đâu chị. Giờ em diễn giỏi lắm. Em chị nào mới biết. Sau đó thì là em bỏ ra một số vốn để lập nghiệp lần đầu tiên, thì lúc đó là do hoàn cảnh á, thì là công việc cũng nhiều á, nên em với vợ em dọn về ở chung với vợ em luôn. Thì lúc đó thì tức là hai đứa sống thử trước gì đúng không? Dạ đúng rồi. Sống thử trong ba năm. Ba năm. Em có chia sẻ chút xíu là tụi em quen nhau 3 năm là gần như không có một ngày nào là tụi em không ở bên cạnh nhau luôn. Có nghĩa là có nhiều người còn một tuần gặp một lần, còn tụi em là ngày nào cũng gặp nhau, sáng thức dậy là làm, xong rồi tối thức dậy cũng gặp nhau, trừ khi thời gian ảnh đi làm em ở nhà, mà trưa ảnh về nghỉ chơi chút xíu cũng phải đi giao hàng cho em, tại vì em tiết kiệm lắm chị. Tiền mà xe ôm đi giao thì em phải tốn tiền 20.000, 30.000, còn ảnh đi thì em đỡ phải tốn. Trời ơi, tội nghiệp tiếu rồi. Rồi bây giờ thì hai đứa có tin vui chưa? Dạ chưa, nhưng mà chắc sắp có. Đã có tin rồi hả? Tức là vợ em hồi trước là giờ là không có muốn có con, không nghĩ tới, nhưng mà em thì rất muốn là có con. Nhưng mà dạo này gần đây vợ em là cũng muốn rồi, cũng thích có em bé rồi, nhưng giờ chỉ còn dướng cái là sợ đau quá, không biết sao. Sợ đau gì? Đau đẻ hả? Dạ. À, yên tâm, với cái đề đó cứ liên hệ tôi có bạn. Dạ. Nhưng mà bây giờ là áp lực công việc bớt rồi phải không? Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ngoài cái chuyện là cái như là tiết kiệm phải không, và hà tiện nhưng không dám thuê người, nhờ chồng mình đi vận chuyển đồ cho khách hàng nọ đó, thì còn có cái tính xấu đáng yêu nào không? Vợ em thì nhiều tính xấu lắm. Vợ em thì bước ra đường lúc nào cũng là xinh đẹp lộng lẫy hết á.
Nhưng mà ở trong nó rất là bề bộn. Là đồ đồ đạc mà em xếp từng cái em treo từng cái lên mà chỉ cần kiếm một cái thôi là chỉ bưới quăng 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 đầy hết phòng. Ngày nào em cũng phải dọn mấy lần. Rồi còn cái nó là rất là hay kiếm chuyện với em. Nó là bực ở đâu á, quay ra trúc anh em à. Đi lên hầm 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 nhìn anh mập lù chán chết. Trời ơi. Mỗi lần nghe vậy em có bị nhói lòng không? Em biết là đang gặp cái chuyện gì vậy nè. Quen rồi phải không? Em cũng né né. Tại vì em làm dịch vụ mà nhiều cái trường hợp em bực mình lắm mà mình đâu có thể là nói được với ai đâu. Nhìn ảnh là bực mình lắm. Sau mỗi lần em nói sao anh mập quá vậy, thấy ghét quá đi. Không, anh đô mà, anh hết bụng vô vậy nè. Không, anh đô mà vậy đó. Anh đô giọng hay nhất á. Lúc mà anh vui thì anh sẽ giỡn như vậy, còn lúc mà anh cũng đang bực luôn vậy, bảo đảm hai đứa sẽ cãi lộn. Mà mỗi lần bực như vậy cãi lộn lại thì nói thì sao? Thì vợ em hổn luôn, hổn với em luôn. Tao mày luôn. Cái em tức quá em giơ tay nè, mới có nhá nè, quýnh lên tay tua luôn. À, đó em bị quýnh liền tay liền. Dạ hay chưa là... bao giờ hết em quýnh ảnh không? Lên bờ xuống ruộng luôn hả? Tại vì em nóng quá thì ảnh nhịn em đi và ảnh cứ nói lại là em sấn 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 tới. Anh mới nói gì đó, một bọc tay, anh nói nữa, bọc tay nữa. Chung là em quýnh xong thì em thấy tội nghiệp lắm. Em vừa tức mà tự nhiên thấy thương quá, tự nhiên quýnh mình xong khóc, khóc ngon lành nha. Khóc bà hối hận khôn dễ sợ luôn. Cào, ảnh mà ôm em lại hay gì là em cào cào cào. Cái tay hả chảy mới luôn, mỗi lần vậy xong á em kêu mấy đứa cắt móng tay cho chị đi. Xong rồi mới nói chị mới cào anh Chí nữa hả chị. Em biết luôn đó. À, dễ thương quá à. Nghe nè, mỗi lần hối hận vậy á có nấu ăn rồi bồi đắp lại. Em hối hận lắm, lúc đó em sẽ hỏi ảnh muốn ăn gì hôm, hai đứa mình đi ăn nha. Chứ còn em có em nấu ăn gì cho chồng? Dạ, hai đứa em là không có nấu ăn luôn, toàn ăn tiệm luôn. Tụi em ở trên cái phòng ở dưới là kinh doanh hết rồi. Thì ở cái phòng đó thì chỉ có ở thôi. Tới rồi tụi em có căn hộ riêng có đầy đủ hết rồi thì em sẽ nấu ăn cho vợ em. À, em nấu ăn cho vợ em. Trời ơi sao ngực ngạo vậy? Yêu vậy? Vợ nấu chứ. Ôi, trời ơi, với lại người đàn ông này là chắc không có tật xấu gì đâu phải không? Em chồng tuyệt vời. Chị em kể em chưa tới phút em mà. Thì đó giờ chị mới hỏi nè. Giờ vui chứ đi kiếm còn gì nữa không? Khoan đã, bên này bên bé nó là hay hay hổng em. Nói chung là không có bao giờ thua, chịu thua em gì hết, cái gì cũng phải hơn. Em chạy xe anh kêu em kêu ôm đi. Cái không chịu, cái em nói là không ôm cho nhỏ khác ôm nha. Em nói cho nhỏ khác đi, em quen người khác, cưới người khác sướng. Cái em quay lại em nói đừng nói tào lao nha. Cái em nói anh nói ngu chứ, cái em tức quá, em nói không có thằng ngu nào mà cưới được em đâu. Thôi thường thường vậy thôi, im lặng đi rồi trở về đi. Tính ảnh thì thích phải phân tích cái vấn đề ra rõ ràng. Sau mà ảnh dừng xe ngay ngã ba luôn. Anh nói tại sao em lại nói anh ngu như vậy, em có biết là ngu là phải như thế này không, mà anh đâu có ngu đâu. Nói chung anh giải thích mà người ta đi ngang đi qua đi lại giống như hai đứa đang cãi lộn, em quê ơi là quê luôn. Mà lúc đó đang tức như vậy làm sao mà em hiểu được. Dạ. Thế còn em bây giờ cho em khui cái tật xấu của Trí á. Anh hay phân tích vấn đề lắm, ví dụ bên em cái đèn bị hư, em kêu anh cái đèn này hư nè anh sửa đi nha, thì ý em là chỉ muốn anh chạy thật là nhanh ra cái kiểu tiệm hàng anh mua một cái bóng đèn khác anh gắn vô vậy là xong. Nhưng mà không, anh bắt đầu anh ngồi phân tích cái bóng đèn này là bị đứt một bóng hay là nhiều bóng, cái hệ thống nó đang bị cái vấn đề gì, có xảy ra cái gì nghiêm trọng không, và mua bóng đèn ở đâu thì sẽ được giá tốt nhất, và cái hiệu gì đó sẽ hợp với cái thiết kế này nhức đầu luôn á. Nhưng mà cái đèn đó là đèn thiết kế riêng đúng rồi. Mua không có, vợ em không có hiểu cái vấn đề đó. Một liền cái bóng đèn khác vô rồi nó bị sai với cái trang trí. Đúng rồi, mất mấy ngày lận, anh rất là lâu rồi mà. Dạ còn gì nữa, cái vấn đề chậm nó nên kéo luôn cái sự mà hai đứa tâm sự. Ví dụ em đang kể một câu chuyện rất là gay cấn về một người nào đó đối xử với em như vậy là không tốt, xong em muốn ảnh là phải đồng nhiệt với em là ừ đúng rồi anh cũng thấy nhỏ nó vậy vậy. Không, anh im lặng vậy nè. Cái hỏi anh không thấy câu chuyện nó tức như vậy hả? Nói chung là anh phải suy nghĩ coi cái câu chuyện nó có tức hay không. Xong rồi một tiếng sau em bực lắm rồi. Em ơi, anh suy nghĩ ra rồi, chuyện nó không có tức vậy đâu. Trời ơi. Đây là cho nên em rất là áp lực luôn, mỗi lần mà bực mình cái gì em đâu biết kể với ai đâu. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ, em chỉ cần suy nghĩ nhanh lên thôi. Còn theo mọi người nói thì anh rất là thương yêu em. Rồi, bây giờ Trí mong muốn Xuân thay đổi điều gì? Dạ, bớt nóng tính với em là em vui rồi. Nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng. Điều quan trọng mà em mong mỏi em khát khao nhất là năm sau vợ em chịu đẻ em bé. Dạ, chị thấy vậy nha. Cái điều mà em nói là hoàn toàn chính xác, không cần ai nói. Tụi chị ở đây cũng cảm nhận rằng Trí rất là thương em. Đó, cái vấn đề ở đây là em đừng bao giờ để mất đi cái người đàn ông này. Là cái thứ nhất là chị khuyên em. Cái điều thứ hai chị muốn khuyên em nữa là em nên có con. Em phải có con để gắn kết cái gia đình này lại. Em hiểu không? Điều thứ ba, chị muốn nói như thế này. Chồng em không thể nào mà có thể thay đổi theo như ý em muốn. Vì sao? Chồng em lớn tuổi hơn em nhiều. Và trong cái cách suy nghĩ của chồng em là suy nghĩ của một người lớn, chín chắn. Chứ không thể là giống như bây giờ á, em phải chín chắn lên. Chứ còn chồng em không thể nào thành là trẻ con giống như mình được. Cái đó nó khác. Và cái điều đó là em cần hòa nhập với chồng trong chuyện đó. Ha Cưng ha, bây giờ cái điều cần thiết nhất là có em bé. Khi em có em bé đó,
tự nhiên em sẽ thấy em đầm giống như chồng em. Và em dạy con cũng giống như chồng em dạy em vậy đó. Khi mình dạy con mình suy nghĩ là mình nên nói với con mình điều gì. Đúng không? Đúng rồi. Đó nha cưng. Dạ. Rồi, sắp tới là một năm ngày cưới rồi. Anh tạo động lực cho em nha. Đó, tạo động lực nữa kìa. Trời ơi, món quà bất ngờ. Wow, đứng lên cưng, đứng lên, trời ơi. Lấp la, lấp lắm. Trời ơi, trời ơi Hoài ạ. Dạ là bất ngờ chưa? Dạ rất là bất ngờ luôn á, hộp bự nữa. Cảm ơn em. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son, em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc, bên công ty Farmland thức ăn gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà quê đâu? Quê em ở Bình Phước ạ. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi, em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Đại chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Nổi rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi, mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó, nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video là em mới thấy chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy mà mình giác rửa. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là một trong ba đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em đó. Nhảy xuống em có vươn cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp thôi. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. xả chứ mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó cho em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Tôi chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tụi mà là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự như hai người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Rồi nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ.
Ôi ơi, rồi trời ơi, xui mấy người đó rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc là chắc lẽ là cũng mấy người đó là vòng để mà nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Không bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn cô bé 21 tuổi mà gan thiệt cầm rửa á. Trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, dơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cái nhà biết xả tay luôn, tôi xả hết xả trước nói sao chị Mồ ơi, nói sao. Ừ đúng rồi chứ giờ á thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó, rửa dưới trộm chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu đó. Bây giờ sao nè, hai đứa nhau quen nhau sao nè đó. Hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng gì không đó Sơn? Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm, không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ơi. Lúc mà khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có cầm thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar đây nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu. Em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Chắc là em cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh, em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chuyện em thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo lại em không thích, sao không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty, em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy mà. Từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời thì cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ hai thứ ba, hình như thứ lần thứ ba này vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, là đi ngang qua cái đường như em. Xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Mà dạ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn á. Dạy võ mà còn hơi lỉ liễu lắm. Bạn này còn cảm giác là yếu hả? Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên trường em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không tin. Đúng không? Có tin đúng không? Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, đâu qua, không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên nó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được, khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Dạ.
chưa con cái gì hết. Dạ chưa. Ừ. Tức là chỉ em đã coi từng như là một cuộc tình thôi. Ừ. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Ừ. Không cho bố, không cho quen nhau nữa, nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Ừ. À, thì lúc chung là bố mẹ cũng cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói, thì bố mẹ cũng từ từ rồi xong bắt đầu em sợ. Nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm, nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Ừ. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm, lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Ừ. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Ừ. Ừ. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các con nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng thời gian. Phải lâu quá vậy. Lâu lắm, lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vậy thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, dạ, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em chị nói là có cái vụ gì mà lấy lòng á, vợ vợ vui vui không? À, kể nghe. Dạ rồi. Có. Nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu, mà thích những cái món lẩu á. Ừ. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba, cho bố. Ừ. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố. Ừ. Một phần nào đó thôi. Ừ. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thì em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi. Em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được được. Bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ, nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mẹ em thấy thích luôn. Ừ. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à. Và lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Thấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý. Kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, vì như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn. Dạ. mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ, có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á. Thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế nữa là anh đàn được. Anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm em á. Giận cái là đứng một góc nhà em. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi em? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi, lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng phải không? Cả năm, tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. 60 ngày đó, ừ. Đó. Nó nghe nè, dạ, anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể đó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi
có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh rồi xong rồi đem nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm cầm bông rồi sao cầm đờn. Sao cầm đờn được. Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi đúng không? À. Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm à? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà, gần được một năm đó. À, yêu năm. Nhau gần đến lúc năm. Cưới mới là hơn một năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mày cỡ tháng sau. Lâu lắm cưới chị luôn. Ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Dạ, đúng rồi. Đó thì nay là gần năm. Dạ. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ cái, nhìn cái mặt này vui quá à, dễ thương quá à. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn không đàn không? Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. À. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục chỗ đó, thay chỗ nào là dục chỗ đó. Có lười tắm không? Không, tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Ừ. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Ừ. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu đi văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 kiếm. Phút sau dạ rồi xong rồi đi kiếm xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi xong à. Cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bội chấp nhận dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay dạ. Còn gì nữa nè, nhây rồi xàm rất là xàm, chồng em rất là xàm, ví dụ như xàm là tinh liền xàm cái câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất, ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không không vậy. Em hỏi gì anh? Với anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Thấy hỏi xàm xàm lắm, xong kiểu như mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì. Với bất cứ dạ, một đúng nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh. Không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà xàm. Nhây lắm. Đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là. Là sao? Là sao? Ông có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, ra chị. Biết nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? Có. Nhây. Có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, đó. Nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo, cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. À. Cái xong rồi. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ toán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, tự nhiên ngồi nói không gì cho mẹ vậy. Xàm vậy mẹ chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè, còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ nhây đó, nhây rồi, nhây rồi, xàm rồi, nhây xàm đế rồi đó, cưa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm, ngủ gáy nữa. Dạ. Ngủ gáy cái tật gáy của em, tội em. Ngủ ngáy. Ngủ gáy tội em. Ngủ gáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà vì giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại cho em ở trong đó xong rồi. Nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá. Ngủ say rồi mà phải dậy và phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chị không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ lại còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em. Già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là chắc ti nè, lâu ti. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi đi làm vậy quẹt cái. Sợ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sợ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí rút lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Ừ.
Hai mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt cổ đó. Tại nó sao? Mỗi lần mẹ chửi là chửi lắm em. Dữ lắm mẹ em chửi là dữ lắm. Chửi chửi sao đâu? Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à? Chửi em toàn mẹ em toàn là chửi tục không à? Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Lắm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Bà không phải tật đáng yêu. Dạ tì đáng yêu mới bộ. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như là cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó nó phải là không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á, rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8 đến giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghĩ thôi. Nha. Dạ. Không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi cái gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt xàm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ, chỉ bớt có như vậy thôi. Dạ. Tại vì bớt nóng thôi. Dạ. Cái xàm cái nhây nó vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên thường nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng thích? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu rồi, mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác đó, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ dạ. Đang có bầu nóng á. Tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. Nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng à. Rồi. Mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Dạ. Đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Ở bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu trước khi sờ ti mẹ mình hát cho mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em dạ. Nha. Dạ. Rồi. Giờ cảm ơn mình sẽ đến cái phần